Xin chào Louis, tôi có bất ngờ cho ông. Ông ấy đang hồi tưởng một số thứ. Thật à? Như thế nào? Tôi hát cho ông ấy nghe. Và tôi bật nhạc mà ông ấy thích. Nghệ sĩ guitar người Cuba. Ông từng chơi ở Tropicana à? Người đàn ông này có một cuộc đời phi thường. Ký ức của ông ấy là phẩm giá, là sự tự do, giờ đã biến mất. Cô nói con bé không đi làm là sao? Con đang giúp một bệnh nhân. Con không phải là bác sĩ. Con sắp rồi, không phải với trình độ này. Đón chờ tác phẩm có sự tham gia của nhiều diễn viên gạo cội, từng nhận đề cử Oscar và chiến thắng các giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Người Cuba trên Cinema World.